Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học tiếng Quảng Đông. Thì mình tên là Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình rất vui tiếp tục cùng quý anh chị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo số 320. Thì cái chủ đề hôm nay chủ yếu là mình củng cố và cung cấp cho quý anh chị và các bạn 60 từ vựng cần phải biết trong tiếng Quảng Đông. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Từ vựng đầu tiên, yêu. Yêu có nghĩa là muốn. Muốn có nghĩa là yêu. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Yêu. Yêu là muốn. Rồi, từ vựng số 2, cẩu chênh. Cẩu chênh. Cẩu chênh có nghĩa là sửa đổi. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Cẩu chênh. Cẩu chênh là sửa đổi. Rồi, từ vựng cho cho có cho có xì giấm, không đọc so, không đọc to, không đọc tho, không đọc cho mà là cho. Cho có nghĩa là sai lầm. Số 4, biết xối. Biết xối thì có nghĩa là cần phải. Rồi, chúng ta cùng nhau đọc lại. Biết xối. Biết xối có nghĩa là cần phải. Số 5, từ vựng chiếp sầu. Chiếp sầu có nghĩa là tiếp nhận. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Chiếp sầu. Chiếp sầu có nghĩa là tiếp nhận. Rồi, từ vựng thá dành. Thá dành có nghĩa là người khác. Khi mà chúng ta muốn nói người khác thì sẽ là thá dành. Dành là người, thá dành là người khác. Quý chị bạn lưu ý ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Thá dành. Thá dành người khác. Rồi, từ vựng ke là của, rất là quen thuộc rồi. Từ đồng nghĩa của nó trong văn viết là tích. Tích ke đồng nghĩa với lại tích có nghĩa là của. Quý chị bạn lưu ý ha. Rồi, tiếp tục từ vựng di kiên. Di kiên có nghĩa là ý kiến. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Di kiên. Di kiên là ý kiến. Rồi, tiếp tục từ vựng hẳn. Hẳn có nghĩa là không chịu. Khi chúng ta muốn nói cái gì đó không chịu thì sẽ là hẳn. Hẳn. Hẳn là chịu. Hẳn là không chịu. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Hẳn. Hẳn là không chịu. Rồi, tiếp tục từ vựng trôi chúng. Trôi chúng có nghĩa là sau cùng. Chúng ta muốn nói sau cùng cái gì đó thì sẽ là trôi chúng. Trôi chúng là sau cùng. Tiếp tục quội. Quội có nghĩa là sẽ. Chúng ta cùng nhau đọc lại rất là đơn giản. Quội. Quội có nghĩa là sẽ. Rồi, thành ngữ chì xịt kỳ cỏ. Chì xịt kỳ cỏ. Chì xịt kỳ cỏ, thành ngữ này có nghĩa là tự mình chuốc lấy hậu quả. Chì có nghĩa là chì kỹ, xịt có nghĩa là ăn. Cỏ, cỏ có nghĩa là cái trái. Kỳ cỏ là cái trái rất là kỳ lạ. Thì chì xịt kỳ cỏ có nghĩa là tự mình chuốc lấy hậu quả. Rồi, tiếp tục. Số 13, ngọ tì. Ngọ tì có nghĩa là chúng tôi, chúng ta. Khi mà chúng ta nói chúng tôi, chúng ta thì tiếng Quảng Đông sẽ là ngọ tì. Và từ đồng nghĩa của nó là ngọ mùn. Ngọ mùn là thường dùng trong văn viết. Thấy không nhận? Ngọ tì là trong văn nói. Ngọ mùn là văn viết. Quý anh chị và bạn lưu ý ha. Rồi, tiếp tục. Từ vựng khuyết tình. Quyết tình. Quyết tình có nghĩa là quyết định. Chúng ta muốn quyết định cái gì đó thì sẽ nói là quyết tình. Quyết tình. Chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa. Quyết tình. Quyết tình là quyết định. Rồi, từ vựng hãy. Hãy có nghĩa là ở. Rồi, từ đồng nghĩa của nó là chòi. Chòi người ta thường dùng trong văn viết. Quý anh chị bạn lưu ý ha, mình có
nhắc đi nhắc lại cho quý anh chị và các bạn văn nói và văn viết ha, trong tiếng Quảng Đông, thì hãy là ở đồng nghĩa với lại tròi là ở, hãy đồng nghĩa với lại tròi có nghĩa là ở, tròi dùng trong văn viết nhiều hơn. Rồi tiếp tục, từ vựng bàn cúng sách. Bàn cúng sách, ba chữ này có nghĩa là nơi làm việc, cái chỗ làm việc là bàn cúng sách. Chúng ta cùng nhau đọc lại: bàn cúng sách. Bàn cúng sách là nơi làm việc. Tiếp tục, từ vựng sớn thủ. Sớn thủ có nghĩa là bàn luận hay là thảo luận. Khi mà chúng ta muốn bàn luận cái gì đó, chúng ta muốn thảo luận cái gì đó, thì sớn thủ là bàn luận hay là thảo luận. Chúng ta cùng nhau đọc lại: sớn thủ. Sớn thủ có nghĩa là bàn luận. Từ vựng dậu quán. Dậu quán, dậu là có, quán là quán hay là liên quan. Dậu quán có nghĩa là có liên quan. Chúng ta cùng nhau đọc lại: dậu quán. Dậu quán có liên quan. Từ vựng cõi xin. Cõi xin, cõi xin có nghĩa là cải tiến. Khi mà chúng ta muốn nói cải tiến cái gì đó, từ vựng sẽ là cõi xin. Cùng nhau đọc lại: cõi xin. Cõi xin là cải tiến. Rồi tiếp tục, từ vựng cúng cho. Cúng cho có nghĩa là công việc hay là công việc làm. Cúng cho, chúng ta cùng nhau đọc lại nè: cúng cho. Cúng cho là công việc. Rồi tiếp tục, từ vựng hoàn cảnh. Hoàn cảnh thì sẽ là hoàn cảnh hay là môi trường. Chúng ta cùng nhau đọc lại: hoàn cảnh. Hoàn cảnh là hoàn cảnh hay là môi trường. Rồi tiếp tục, từ vựng mành thầy. Mành thầy có nghĩa là vấn đề. Khi mà chúng ta muốn nói cái vấn đề gì đó thì sẽ là mành thầy. Mành thầy là vấn đề. Rồi tiếp tục, từ vựng rất là quen thuộc, thầy cô giáo nói chung là lụ xí. Lụ xí, lụ xí là cô giáo và lụ xí cũng là thầy cô giáo. Tóm lại, cùng nhau đọc lại: lụ xí. Lụ xí là thầy cô giáo nói chung. Rồi tiếp tục, từ vựng cao phui. Cao phui, cao phui có nghĩa là lời chỉ dạy, hiểu không ạ? Cao phui có nghĩa là lời chỉ dạy. Chúng ta muốn nói nghe lời ai đó chỉ dạy thì sẽ là cao phui. Cao phui là lời chỉ dạy. Rồi tiếp tục, từ vựng quyện duyện. Quyện duyện có nghĩa là mãi mãi, có nghĩa là forever. Chúng ta cùng nhau đọc lại: quyện duyện. Quyện duyện có nghĩa là mãi mãi. Rồi tiếp tục, từ vựng bụi. Bụi có nghĩa là sẽ không cái gì đó. Bụi là sẽ không, bụi là sẽ, thêm vô chữ ở phía trước, bụi là sẽ không. Rồi tiếp tục, từ vựng mòn ki. Mòn ki có nghĩa là gì nè? Mòn ki có nghĩa là, có nghĩa là ki tắc ha. Ki tắc có nghĩa là quên. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại: mòn ki. Mòn ki có nghĩa là quên. Rồi tiếp tục, từ vựng ní bán dành. Ní bán dành, dành là người ha. Cái ní là này, lượng từ của cái nhóm người là bán dành ha. Ní bán dành, ní bán dành có nghĩa là nhóm người này. Quý chị bạn lưu ý ha, khi mà chúng ta muốn nói nhóm người này thì sẽ là ní bán dành. Cùng nhau đọc lại: ní bán dành. Ní bán dành, nhóm người này. Rồi tiếp tục, từ vựng húng sành ngọt sạch. Húng sành ngọt sạch, bốn chữ này có nghĩa là hung dữ. Húng sành ngọt sạch có nghĩa là hung dữ. Rồi tiếp tục, từ vựng cá pùi. Cá pùi, cá pùi có nghĩa là nhiều hơn, có nghĩa là gấp bội, hiểu không ạ? Cá pùi. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè: cá pùi. Cá pùi có nghĩa là nhiều hơn. Rồi tiếp tục,
Từ vựng rất là quen thuộc, xỉu sắm. Xỉu sắm có nghĩa là cẩn thận. Khi chúng ta muốn kêu ai đó cẩn thận thì sẽ là xỉu sắm. Xỉu sắm. Rồi, tiếp tục. Từ vựng khội rất là quen thuộc. Khội có nghĩa là anh ấy, là cô ấy. Thế thì từ đồng nghĩa của khội sẽ là thá. Thá. Thá thì thường dùng trong văn viết các bạn. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Khội, khội đồng nghĩa với lại thá. Thá có nghĩa là cô ấy, anh ấy hay là nó. Ngôi thứ ba số ít. Rồi tiếp tục từ vựng sấm húng. Sấm húng. Sấm húng có nghĩa là lòng dạ. Khi mà chúng ta muốn nói lòng dạ của ai đó sau đó thì lòng dạ sẽ là sấm húng. Sấm húng. Rồi tiếp tục từ vựng hạp chạc. Hạp chạc. Hạp chạc có nghĩa là cái gì nè? Hạp chạc có nghĩa là hẹp hòi, hiểu dạng? Hạp chạc có nghĩa là hẹp hòi. Bởi vì chạc có nghĩa là chật chội, phải không nào? Thì hạp chạc sẽ là hẹp hòi. Rồi, chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa. Hạp chạc. Hạp chạc là hẹp hòi. Rồi, tiếp tục từ vựng hủ làn. Hủ làn có lẽ rất là quen thuộc rồi. Hủ làn có nghĩa là rất khó. Thì làn có nghĩa là khó. Hủ làn sẽ là rất khó. Còn rất dễ sẽ là hủ dùng gì. Hủ dùng gì sẽ là rất dễ. Rồi, tiếp tục từ vựng. Rồi, tiếp tục từ vựng xích tủ. Xích tủ có nghĩa là biết được. Xích là biết, xích tủ là biết được. Hiểu nhận. Rồi, tiếp tục từ vựng chí sắm. Chí sắm có nghĩa là chí. Chí có nghĩa là biết ha. Sắm là trái tim. Chúng ta biết được trái tim của ai đó thì sẽ trở nên thân thiết, phải không nào? Thì chí sắm có nghĩa là cái gì đó thân thiết. Rồi, tiếp tục từ vựng phằng dậu. Phằng dậu có nghĩa là bạn bè ha. Rất là quen thuộc rồi. Chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa nè. Phằng dậu. Phằng dậu là bạn bè. Rồi, tiếp tục từ vựng chánh chinh. Chánh chinh có nghĩa là thật sự. Chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa nè. Chánh chinh. Chánh chinh là thật sự. Tiếp tục từ vựng nằng câu. Nằng câu có nghĩa là có thể. Đồng nghĩa với lại họ gì. Nằng câu đồng nghĩa với lại họ gì có nghĩa là có thể. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Nằng câu. Nằng câu có nghĩa là có thể. Rồi, tiếp tục từ vựng hối sắm. Hối sắm. Thì hối sắm có nghĩa là tấm lòng, khiêm tốn. Hối có nghĩa là hiếm hối, là khiêm tốn. Sắm có nghĩa là trái tim, là tấm lòng. Đơn giản hai chữ. Hối sắm. Hối sắm có nghĩa là tấm lòng, khiêm tốn. Quý chị bạn lưu ý ha. Chúng ta cùng nhau đọc lại nè. Hối sắm. Hối sắm có nghĩa là tấm lòng, khiêm tốn. Rồi, tiếp tục từ vựng sầu cao. Sầu cao có nghĩa là tiếp nhận, chỉ bảo ha. Chỉ cao là chỉ giáo. Sầu cao có nghĩa là tiếp nhận sự chỉ bảo ha. Sầu cao. Cùng nhau đọc lại một lần nữa. Sầu cao. Sầu cao có nghĩa là tiếp nhận, chỉ bảo. Rồi, từ vựng đơn giản. Dành. Dành nó có nghĩa là người, có nghĩa là nhân, hiểu nhận. Dành có nghĩa là người, có nghĩa là nhân. Rồi, tiếp tục từ vựng phí sàn. Phí sàn có nghĩa là rất, rất. Phí sàn có nghĩa là rất. Chúng ta muốn nói là cực ít thì sẽ là phí sàn chí xỉu. Phí sàn chí xỉu là cực ít, là rất ít. Rồi, tiếp tục từ vựng ngọ là tôi. Rất là quen thuộc rồi. Ngọ là tôi. Từ vựng trùng mì. Trùng mì có nghĩa là cái gì đó
còn chưa hang, trùng là còn, mì là chưa, trùng mì là còn chưa. Rồi từ vựng sẽ hữu, sẽ hữu có nghĩa là viết xong, sẽ là viết, sẽ hữu là viết xong. Chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa. Sẽ hữu có nghĩa là viết xong. Rồi tiếp tục từ vựng chì ngọ, chì ngọ, ngọ là tôi, chì có nghĩa là chì kỹ, là chính mình. Chì ngọ có nghĩa là tự mình, thấy không bạn? Cái gì đó chì ngọ sẽ là tự mình. Tiếp tục từ vựng cai xìu, cai xìu có nghĩa là giới thiệu ha. Cai xìu có nghĩa là giới thiệu, khi chúng ta muốn nói giới thiệu cái gì đó thì sẽ là cai xìu. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Cai xìu, cai xìu có nghĩa là giới thiệu. Rồi tiếp tục từ vựng suối yêu, suối yêu có nghĩa là cần phải, rất là quen thuộc rồi, nhưng mà cũng phải đọc lại một lần nữa nè. Suối yêu, suối yêu là cần phải. Rồi tiếp tục từ vựng duyệt tục, duyệt tục có nghĩa là đọc, thấy không? Duyệt tục có nghĩa là đọc, tục là đọc, duyệt tục cũng là đọc. Rồi tiếp tục từ vựng mành trớn, mành trớn có nghĩa là một đoạn văn hay là một bài viết. Mành trớn, chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa nè. Mành trớn, mành trớn có nghĩa là một đoạn văn hay là một bài viết. Rồi tiếp tục từ vựng, từ vựng chì kỹ dành, chì kỹ dành có nghĩa là người nhà, hai bạn. Chì kỹ là chính mình ha, dành là người, chì kỹ dành có nghĩa là người nhà. Rồi tiếp tục từ vựng sình sầu, sình sầu, sình sầu có nghĩa là chuốc lấy ha. Sình sầu, cùng nhau đọc lại một lần nữa nè. Sình sầu, sình sầu có nghĩa là chuốc lấy. Rồi tiếp tục hầu cỏ, hầu cỏ có nghĩa là hậu quả, hầu cỏ có nghĩa là hậu quả. Từ vựng hữu pa, hữu pa có nghĩa là rất sợ. Pa, pa có nghĩa là sợ. Hữu pa có nghĩa là rất sợ. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Hữu pa, hữu pa, rất sợ. Rồi tiếp tục từ vựng xẹ ủi, xẹ ủi, xẹ ủi có nghĩa là xã hội, xẹ ủi có nghĩa là xã hội. Rồi tiếp tục từ vựng toán chung, toán chung có nghĩa là trước công chúng hay là trước cộng đồng. Toán chung, toán chung. Tiếp tục từ vựng xuất khẩu, xuất khẩu, xuất khẩu có nghĩa là xấu hổ. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình ha. Thì có rảnh thì quý anh chị và các bạn tự rèn luyện đọc những cái từ vựng mới ha. Hay là chúng ta bây giờ cùng nhau đọc lại nè. Số 1, diêu, diêu, muốn. Số 2, cẩu, trinh, cẩu, trinh, sửa đổi. Số 3, cho, sai lầm. Số 4, biết, xối, biết, xối, cần phải. Số 5, chiếp, sầu, tiếp nhận. Số 6, thá dành người khác. Số 7, ke, tích là của. Số 8, kiên, ý kiến. Số 9, hẳn, không chịu. Số 10, chui chúng, sau cùng. Số 11, quội, sẽ. Số 12, chì xịt khì cỏ, chì xịt khì cỏ, tự mình chuốc lấy hậu quả. Số 13, ngọ tì, ngọ mồn,
chúng ta, chúng tôi. Số 14. Quyết định, quyết định. Số 15. Hãy, đồng nghĩa với lại tròi, có nghĩa là ở. Số 16. Bàn, cúng, sách, nơi làm việc. Số 17. Sáng, thủ, bàn luận. Số 18. Dậu, quán, có liên quan. Số 19. Cõi, xin, cải tiến. Số 20. Cúng, cho, công việc. Số 21. Hoàn cảnh, hoàn cảnh hay là môi trường. Số 22. Mành, thầy, vấn đề. Số 23. Lộ, xí, cô hay là thầy cô giáo nói chung. Số 24. Cao, phui, là chỉ dạy. Số 25. Quỳnh, duyện, mãi. Số 26. Bụi, sẽ không. Số 27. Mòn cây, quên. Số 28. Ní bán dành, nhóm người này. Số 29. Húng sành, ngọt, sạt, hung dữ. Số 30. Cá, phui, nhiều hơn. Số 31. Xỉu, sắm, cẩn thận. Số 32. Khội, đồng nghĩa với lại thá, có nghĩa là anh ấy hay là cô ấy. Số 33. Sắm, húng, lòng dạ. Số 34. Hạp chặt, hẹp hòi. Số 35. Hữu làn, rất khó. Số 36. Xích tổ, biết được, tìm được. Số 37. Chí sắm, thân thiết. Số 38. Phằng dậu, bạn bè. Số 39. Chánh trinh, thật sự. Số 40. Nằng câu, có thể. Số 41. Hối sắm, tấm lòng khiêm tốn. Số 42. Sầu cao, tiếp nhận chỉ bảo. Số 43. Dành, nhân hay là người. Số 44. Phí sờn, rất. Số 45. Phí sờn, chí xỉu, cực ít. Số 46. Ngọ, tôi. Số 47. Trùng mì, còn chưa cái gì đó. Số 48. Sẽ hữu, viết xong. Số 49. Chì ngọ, tự mình. Số 50. Cai xìu, giới thiệu. Số 51. Suối diêu, cần phải. Số 52. Duyệt tục, đọc. Số 53. Mành trớn, đoạn văn hay là bài viết. Số 54. Chì kỹ dành, người nhà. Số 55. Sình sầu, chuốc lấy. Số 56. Hậu cỏ, hậu quả. Số 57. Hữu pa, rất sợ. Số 58. Sẽ ủi, xã hội. Số 59. Tón trung, trước công chúng, trước cộng đồng. Và từ vựng sau cùng. Chút chẩu, có nghĩa là xấu hổ.
Rồi, thì quý anh chị và các bạn cố luyện tập ha. Mình luôn chúc cho quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui trong tham khảo tiếng Quảng và ngày càng tiến bộ. Trân trọng và hẹn gặp lại. Và kỳ sau, mình sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn các mẫu câu có liên quan tới những cái từ vựng này ha. Trân trọng và hẹn gặp lại. Cho kiên tó chè tài cá sáu thảy.